Hoàng Ngọc Hà vốn từ lâu đã được xếp vào danh sách những ngôi sao hạng A của VBIS. Và dù có những ngôi sao mới nổi nhưng mà đến nay thì nữ ca sĩ vẫn giữ vững được danh xưng nữ hoàng giải trí của mình. Và ngay bây giờ, Sao 360 xin mời các bạn theo dõi đôi nét thú vị về cô ấy nha. Hoàng Ngọc Hà, những cú chuyển mình ngoạn mục sau hàng loạt thị phi. Lý lịch trích ngang. Hồ Ngọc Hà, tên khai sinh là Hồ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1984 tại thành phố Huế. Cô là người Việt lai Pháp, bố cô là người mang dòng máu Pháp Việt. Cũng chính vì thế mà Hồ Ngọc Hà có biệt danh là Hồ An Tây, với An là tên ghép từ bố, còn Tây là để chỉ dòng máu lai của ông. Cha và mẹ Hà đều làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 12 tuổi, Hồ Ngọc Hà phải sống xa gia đình trong ký túc xá trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, theo học chuyên ngành piano. Những bước chân đầu tiên vào showbiz. Chân ướt chân ráo bước vào làng mẫu năm 1999, khi ấy Hồ Ngọc Hà mới 15 tuổi. Cô bé gốc Huế với gương mặt lai Tây và chiều cao ấn tượng đã tạo nên làn gió mới giữa dàn mẫu Việt đậm chất Á Đông. Sự nghiệp người mẫu của Hà Hồ chỉ thực sự khởi sắc khi cô liên tiếp đạt các giải thưởng trong 3 năm liền. Giải nhì siêu mẫu Hà Nội năm 2000, giải nhất siêu mẫu Việt Nam năm 2001 và giải nhì tìm kiếm siêu mẫu châu Á năm 2002. Biểu cảm khuôn mặt được cho là thế mạnh của nàng mẫu lúc bấy giờ, sự phóng khoáng, nét cá tính, thần thái sắc sảo, ở góc ảnh nào, bông hồng lai cũng có những xuất hình thú vị. Năm 2001, Hoa Cỏ May của đạo diễn Lưu Trọng Ninh trở thành một trong những bộ phim quốc dân với các gia đình vào chiều thứ Bảy Chủ nhật. Mỗi nhân vật trong phim đều gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Trong đó, không thể không nhắc đến Hương, thiếu nữ lai Mỹ có cá tính mạnh mẽ. Nhân vật này do Hồ Ngọc Hà thủ vai, khi ấy cô đang là sinh viên năm 3 của Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Đây được xem là vai diễn Donnie đóng giày cho Hà Hồ. Sau đó, cô có tham gia thêm hai bộ phim là 39 độ yêu và Chiến dịch Trái tim bên phải. Bước tiến dài trong sự nghiệp ca hát. Sẽ không ngoa khi nói rằng Hồ Ngọc Hà vào Sài Gòn như cá gặp nước. Năm 2003, cô bắt đầu lập nghiệp tại đây, chính thức bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ khi tham gia chương trình Người đẹp hát. Xuất thân từ làng mẫu, quyết định lựa chọn con đường ca hát là một thử thách lớn bởi người Việt xưa nay vẫn có định kiến ít nhiều với nghề mẫu. Họ thường bị gắn là chân dài đi hát, Hồ Ngọc Hà cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với những gì được đào tạo bài bản tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một trong những ngôi trường danh tiếng về âm nhạc cùng niềm đam mê, cô quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Chất giọng khàn trầm được xem là nét đặc trưng của Hà Hồ, nhưng hơn 10 năm trước, nó không phiêu, không cuốn hút và không có điểm nhấn như bây giờ. Chân dài nhận được nhiều lời chê bai về chất giọng trung trầm giữa rừng nữ cao của V-pop. Nhưng lịch sử âm nhạc đại chúng hàng trăm năm qua đã chứng minh một trong những yếu tố hàng đầu làm nên sự nổi tiếng cho các ca sĩ là sự đặc biệt, chứ không phải việc khoe khoang kỹ thuật cao cấp hay thể hiện giọng hát đẹp chuẩn theo kiểu cổ điển. Hồ Ngọc Hà cũng vậy, dù có thể không sở hữu kỹ thuật cao cấp nhưng chất trầm khàn mang tính smoky và husky độc đáo đã biến giọng hát của cô trở nên đặc biệt, gây ấn tượng lớn với người nghe. Vì thế, thay vì đáp trả dư luận, Hà Hồ chọn cách im lặng. Im lặng ở đây không phải là chấp nhận. Động thái im lặng của Hồ Ngọc Hà từ trước đến nay luôn được nhìn nhận là kỹ lưỡng và có lý lẽ riêng. Người đẹp im lặng để hoàn thiện bản thân, để chờ một ngày trở lại và lợi hại gấp đôi. Và thời gian đã chứng minh tất cả, mỗi MV ca nhạc của cô đều được người hâm mộ ngóng chờ bởi họ biết chúng được đầu tư kỹ lưỡng như thế nào. Nói không quá, nó đẹp như những thước phim thời trang. Ở đó, kiểu tóc, cách trang điểm, trang phục của cô đều trở thành đề tài của nhiều tín đồ thời trang và làm đẹp. Và cũng chính âm sắc giọng lạ, độc đáo, có màu husky đó đã tạo nên chất khàn đặc trưng và sang trọng, giúp tiếng hát của Hồ Ngọc Hà luôn cảm xúc, quyến rũ đến khó tả. Hồ Ngọc Hà hát đầy đam mê, phiêu lãng với chút phảng phất khói thuốc. Thưởng thức giọng hát của cô giống như được nếm một ly cà phê đường đen thật đặc. Không chỉ vậy, Hồ Ngọc Hà hát lúc nào cũng cháy, hừng hực nhiệt huyết, căng tràn cảm xúc và dễ dàng bung tỏa giọng hát đến phá tan tất cả, hát như bằng cả tâm can. Đến nay, ít người có thể phủ nhận khả năng thanh nhạc tiến bộ của nữ hoàng giải trí. Điển hình nhất là các album Và Em Đã Yêu phát hành vào tháng 6 năm 2005, Ảo Ảnh ra mắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2006, The First Single năm 2009, Invisible Sẽ Mãi Bên Nhau.
và các ca khúc Sao Ta Lặng Im, Nỗi Nhớ Đầy Vơi, Hãy Thứ Tha Cho Em Muốn Anh Đưa Em Về, cũng như live show Love Song Cả Một Trời Thương Nhớ hồi tháng 8 năm 2017. Qua mỗi sản phẩm âm nhạc, Hà Hồ đã chạm tới trái tim nhiều khán giả khi kể câu chuyện âm nhạc của chính mình bằng giọng hát đầy nội lực. Không chỉ tập trung vào các ca khúc, album, Hồ Ngọc Hà còn góp mặt trong vai trò huấn luyện viên của các chương trình Giọng Hát Việt năm 2012, Giám khảo Got to Dance 2013, Giám khảo X Factor Nhân Tố Bí Ẩn 2014, huấn luyện viên The Face 2016, Giám khảo khách mời Asia's Next Top Model 2018. Mỗi chương trình, cô đều để lại dấu ấn riêng, mang đậm phong cách của mình. Đi cùng những thành công trên con đường ca hát, Hồ Ngọc Hà cũng xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng với gu thời trang ít ai sánh kịp. Không chỉ đầu tư cho những bộ cánh hàng hiệu, cô còn cho thấy tài năng thiên biến vạn hóa trong mismatch những trang phục và phụ kiện. Không ít lần người hâm mộ bất ngờ khi chứng kiến một thiết kế là thảm họa với người này nhưng lại khác biệt và nâng tầm khi vào tay nữ ca sĩ. Nỗi đau âm thầm và cuộc phẫu thuật định mệnh. Nhìn vào những gì Hà Hồ đã làm được ngày hôm nay, ít ai biết rằng cô có một khối u nang trong thanh quản, gây đau đớn và gặp nhiều khó khăn trong ca hát hơn những ca sĩ khác. Cô âm thầm chịu đựng suốt một thời gian dài mà không công bố. Lúc đó, Hà không muốn đi phẫu thuật ngay vì thanh quản là tài sản lớn nhất đối với ca sĩ. Trong khi đó, phẫu thuật thanh quản lại rất nguy hiểm, có thể khiến nữ ca sĩ mất đi giọng hát bất cứ lúc nào. Chỉ tới khi quá đau đớn, không thể chịu đựng được, Hồ Ngọc Hà mới quyết định sang Singapore phẫu thuật để trị dứt điểm tình trạng này. May mắn đã mỉm cười với Hồ Ngọc Hà, cô không những không bị mất giọng mà ca phẫu thuật còn thành công tới mức giúp cô giải phóng được giọng hát vốn bị kìm nén bấy lâu nay của mình. Kể từ đó, Hà đã lao vào luyện thanh không biết mệt. Cô chăm chỉ dành ra nhiều giờ trong ngày chỉ để luyện thanh và mở rộng quãng giọng của mình. Và rồi sự chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu của Hồ Ngọc Hà cuối cùng đã được ông trời đền đáp. Kết quả, cô ngày một vươn tới những nốt cao không ai có thể ngờ tới. Ra mắt thương hiệu mang tên mình. Trên thế giới, việc các ngôi sao kết hợp với các thương hiệu mỹ phẩm để ra mắt dòng sản phẩm riêng không còn là điều mới mẻ. Nhưng tại Việt Nam, Hồ Ngọc Hà là một trong những người đầu tiên. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của người đẹp. Khi ra mắt thương hiệu mỹ phẩm MOI Cosmetics của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, rất nhiều người đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Sau khi chỉnh làng 6 thỏi son tuyệt đẹp, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu với công chúng bộ sưu tập mỹ phẩm tiếp theo mang tên 24/7 và gây được tiếng vang không hề nhỏ. Với MOI, giờ đây, Hà Hồ đã sở hữu thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam, ngày càng khẳng định tài năng và sức hút của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hồ Ngọc Hà đã cống hiến cả thanh xuân cho nghệ thuật và không tiếc công sức tiền bạc để đầu tư cho đam mê. Tất cả những điều đó đã giúp cho cô ngồi lên chiếc ghế nữ hoàng giải trí của showbiz Việt, một doanh nhân thành đạt của Việt Nam. Sự hoạt động không mệt mỏi, táo bạo từ suy nghĩ đến hành động đã mang đến một Hồ Ngọc Hà đầy bản lĩnh, đón đầu xu hướng và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn.